Mazda 3 phiên bản hatchback, quá đẹp anh chị, cực kỳ đẹp luôn. Phiên bản này ha, nhìn nó sang trọng nha anh chị, nó rất là sang. Nhìn kiểu dáng nó giống như cái xe Venza, Venza của Toyota. Đẹp quá đẹp anh chị. Một chủ mua mới biển Bình Dương, số tự động, động cơ là 1.5 máy xăng, 5 chỗ ngồi. Cái hàng cốp, hàng ghế sau ngồi rất là rộng, phiên bản hatchback thì ngồi rất là rộng nha anh chị. Cái này bên Tâm bán cho anh chị là 420 triệu, chất xe nguyên zin không lỗi lầm. Cam kết cho anh chị là xe nguyên zin nha. Biển số 61A27304. Quá đẹp anh chị ơi. Vỏ lốp thì còn ok. Đăng kiểm thì còn tới tháng 5 2025 lận. Tức là đăng kiểm 2 năm nha anh chị. Mình thùng nước sơn rất là đẹp, sơn zin còn nhiều. Và tất cả là ghế theo xe hết, nội thất theo xe. Mới chuẩn. Xe nguyên zin không lỗi nha, máy móc 100% là chưa đụng đậy một con ốc nào hết. Nội thất thì ghế da theo xe từ lúc còn trong hãng luôn. Trần nỉ nguyên zin, có cửa sổ trời nè. Tốc độ mà từ 30 tới 100 á, nó nhẹ cực kỳ luôn chị. Mà nó lanh lắm, lên rất là nhanh. Nó có phím bấm tích hợp nè, lẫy số thể thao nè. Và tất cả cái vô lăng nè, chưa có một vết sờn mòn luôn chị. Cái xe chuẩn đẹp, rất là đẹp luôn á, chứ không phải dạng vừa nha. Cái máy chạy cực kỳ là bốc luôn, rất là bốc và nhẹ. Lẫy số thể thao, cục số nè anh chị. Máy lạnh auto, màn hình rin theo xe và cam gie đầy đủ, khóa thông minh. Anh chị coi nha, khóa thông minh nè. Túi khí an toàn là 5 túi. Trần nỉ nguyên rin, cửa sổ trời một chạm. Tám ngàn xịn anh chị, chất xe quá đẹp rồi. Cân bằng điện tử nè, chế độ S-Stop nè, chỉnh đèn nè, cảm biến gie nè, màn hình cam gie đầy đủ, cảm biến trước, cảm biến sau, luôn gập điện auto đó. Tuyệt vời nha, rất tuyệt vời. Thắng ABS 4 bánh nha, thắng đĩa ABS 4 bánh. Mâm lớp nè. Bridgestone. Vỏ cũng còn ok anh chị. Xe này thì về không phải tốn tiền nữa nha. Mọi thứ nó đang ở trạng thái tốt nhất rồi. Ví dụ như là vỏ còn tốt, đăng kiểm thì dài, đồ chơi thì có. Thì đâu có tốn tiền gì nữa đâu. Nội thất khá là mới. Nhung này mới tinh nè, đồ nghề chỉ nằm trong đây nha. Mức tiêu hao nhiên liệu đâu đó khoảng 5 lít nha anh chị, 5 lít, 5 lít rưỡi. Cái máy chạy đã lắm, bánh xe cua chưa xài ha, rin 100% và còn mới nha. Bánh này chưa hạ nha anh chị, đồ nghề con đội là có ha. Gầm bệ thì khá là mới, bô mới nè, gầm bệ mới, bô mới, chất xe bao đẹp cọp. Máy rin mới lắm. Anh chị đánh giá tổng thể cái xe này coi. Tuyệt vời.
2016 nha, 1.5 bản đủ nhất luôn á. Nội thất còn rất là đẹp anh chị. Cái máy chạy thì thôi rồi luôn, cực kỳ nhẹ và êm, nhẹ lắm, cực kỳ nhẹ, êm, lướt, đã lắm anh chị. Cảm giác lái của con xe phiên bản hatchback này nó trường hơn cái xe sedan nhiều, nó bốc hơn nhiều, nó lanh xe lắm, mà nó lại đẹp nữa chứ. Anh chị coi nè, có đẹp không? Coi nha, Tâm quay một vòng nha, quay một vòng rồi Tâm cho anh chị coi cái máy ha. 420 triệu nha anh chị, cho con xe phiên bản hatchback thể thao, cực kỳ đẹp. Đời cũng khá là cao. Hiện nay là em này đăng kiểm 2 năm nha anh chị. Đăng kiểm 2 năm chứ không phải là ít đâu. Nay là nhà nước mình cho lên đăng kiểm 2 năm rồi. Mà được cái kiểu dáng rất là đẹp. Giá thành thì cực kỳ là yêu thương. Giờ tầm tiền này biết mua xe gì thì đây là một cái sự lựa chọn khá là phù hợp nha. 2016, cuối 2016, một đời chủ mua mới, biển số Bình Dương, màu trắng ngọc trai, cực kỳ mới luôn. Đó, odo 80.000 anh chị. Đèn rin trước sau rin hết, không độ không chế gì hết nha. Mâm lốp thì còn tốt và đăng kiểm còn dài. Nội thất thì rin theo xe cũng còn rất là sạch đẹp. Mình thùng thì thẳng băng, cản kiếp rồi là rất là liền anh chị. Một con xe đẹp tổng thể nha. Tâm bán 420, bao gút hồ sơ, ký giấy công chứng ủy quyền được hết nha. Xe này mới ký có một lần à. Cái máy mới lắm nha anh chị, máy mới lắm. Cái này đúng là ai mà thích đi cái kiểu dáng này nè, đi đã lắm, cảm giác lái nó thích lắm. Cửa cốp capo là chưa mở, máy còn mới tinh nè, 100% là nguyên rin, không hen rỉ rò rỉ nhớt gì hết á, chưa đụng một con ốc. Cam kết cho nhà mình bằng văn bản rõ ràng, máy nguyên rin. Còn rất là mới và khô nha. Chị đến xem trực tế đi là sẽ vừa ý liền à. Xe đẹp mà. Nên bên Tâm bán xe lựa không à, không có bán mấy cái xe bèo bèo nha. Xe này Tâm lựa rất là kỹ rồi. Chất xe đẹp Tâm mới đưa về phục vụ, còn xe 66 là bỏ qua, không thèm đi coi luôn. Nếu khách hàng mà chọn những con xe, thứ nhất là không có thương hiệu nè. Thứ hai nữa là chất xe quá tệ nè. Thứ ba nữa là xe bị đâm đụng, bị ngập nước nè, là không coi luôn. Còn cái xe nào mà nó lỗi nhỏ 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 cho phép á, thì Tâm cũng nói thẳng trên video này luôn. Nếu ai tin dị đoan á, thì những cái xe đó thì anh chị sẽ không mua được. Còn nếu mà ai cảm thấy bình thường á, hơn nhau ở con người á, hơn nhau ở tính cách và cái tư duy á, thì những cái xe nó lỗi lỗi nhẹ nhẹ thì giá nó tốt. Còn cái xe nào lỗi là Tâm bán xe lỗi, xe rin là Tâm bán xe rin. Nên anh chị đừng có lo mà Tâm lừa dối trong đây, không có nha. Nên anh chị hết sức là yên tâm. Đây là một con xe rin, không lỗi lầm, không đâm va, không ngập nước, máy móc nguyên rin, bảo hành động cơ hộp số 1 năm, sản xuất năm 2016, một đời chủ mua mới. Mazda 3 phiên bản hatchback, động cơ là 1.5. Đó, một đời chủ mua mới, xe rin không lỗi, máy rin 100%, 420 triệu. Anh chị em liên hệ bằng số điện thoại là 0917 215 512 và 0974 835 522, 0777 061 061. Ô tô Duy Tâm có địa chỉ là gần ủy ban xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Còn Google là đại lý ô tô Duy Tâm nha anh chị. Xe quá đẹp, chất lượng thì tuyệt vời, giá thành thì như vậy đó. Anh chị thấy phù hợp thì alo Tâm nha. Gọi vào hai số điện thoại trên, Tâm có xe để phục vụ ha. Tâm xin kết thúc video, xin hẹn gặp lại bà con cô bác. Và hãy nhớ bấm nút đăng ký cho ô tô Duy Tâm nha bà con. Tâm cảm ơn bà con rất là nhiều ha.